chơi qua tới nhà bà ngoại năm bà nè cô chú ơi, đang chơi với cậu Chánh nè. Trời ơi tóc, trời ơi con thải trúng mẹ rồi. Rồi đi đi mẹ gài cái tóc lại nè. Tóc lại nè, đưa cho cậu đi. Cậu cũng chịu khó chơi với nó lắm. Hai đứa lên quần xu cứ tội nghiệp xu. Hai đứa quá vui luôn, chọc cây đó. Nó chọc xu đó. Trời, lấy cây chổi nó dựng ngay cái trời ơi con ơi con làm thôi. Trời đất, cái này là ở bên bông này không? Không có thiệt. Cái gì con? Con thấy bên bông đây đây. Con thấy thằng chay nhảy con tưởng mình không thiệt. Trời đổ. Chạy cầm chạy chứ chay. Con thiệt mà. Thiệt luôn á, 100%. Con cứ giỡn bằng nó bằng đất sét hết rồi. Bằng đất sét hả? Con người ta giỡn bằng đất sét. Rồi nó chạy qua đây mất tiêu rồi chay. Cái bàn ghế rồi vô nha để em chạy khỏi bị giáp té nè. Qua đây giờ đó, qua đây giờ có cậu Chánh chơi rồi đó, qua nhà ngoại chơi chạy đá không chơi, lấy được chơi giống chơi. Chơi nữa nó không chạy nữa, nó đuối rồi, chơi cũng đuối. Đây anh sao đây? Anh mẹ khỏe đi chơi. Trưởng lớn nhanh ghê mày nhìn mặt anh già. 7 kg rồi đó. Xui. Nhanh như thổi á. Hồi năm qua anh mấy tháng, 2 tháng mấy hả? 2 tháng rưỡi. Chú sao mà anh nhìn anh già, anh già đời, anh lanh lẹ ghê thì cái gì? Mặt á con cà lìa hả? Vâng. Già y như bà chay, bà chay cũng già như trái cà. Bực hả con? Già như bà chay vậy? Ừ. Nói gì nữa? Coi được không? Coi được không? Không. Hai đứa xuống chọc coi là đi. Hả? Xuống chọc coi là đi. Chút nổi quá, nó chạy nó quay không chống mặt cái đi chú, chú chống mặt với nó luôn á. Nhà qua nhà ngoại năm nó có nó rộng hơn cái nhà của mẹ nó quay. Thôi được, cái sách đó của ông ngoại, con dán sách của ông ngoại à. Cái đó là con dán đó. Giống nhau. Con dán á, cái đợt rồi con qua con lấy con dán của ông ngoại đó. Xu mà xu này mới cũng chịu giỡn đây nè. Lại mép con mày nữa. Ôi chơi chơi mép. Trang xuống là lãng mép rồi chơi. Chơi là lãng mép rồi chơi. Chơi không lại là lãng mép rồi chơi. Nó nói hai đứa ăn hiếp một đứa. Mệt không con? Đó coi kìa. Về đâu? Đó cô chú thấy hoài thì nó tung tăng nó chơi hoài không? Úi trời. Hai nhà này à. Nhà này cái gì con? Làm sao hả? Chay thì cậu Chánh sneeze thì con nói làm sao? Trời ơi, nó mà sneeze mà con không quên, con không nói là mệt. What you say gì đi? Say God bless you. Trời. Đặt chân nữa. Boo. Chim
mày lấy cái chổi mày chọt hắn ác nó mày. Mở tập cái con à. Nè, lấy ra. Chọt con gấu ăn chay, chọt con sâu. Thôi. What you say? What you say? Ồ. Chắc bị ăn là chị cái lòng sâu rồi. Cậu tránh chơi với con trai hồi bị ao là chì cái lông đó rồi chơi ơi. Cậu tránh hát xì miếng nè. Sù. Té con. Chừng nào bắt bốn đi ra ngoài mình tưởng không? Mai đi nè. Mai đi hả? Ừ, bắt bốn bắt bảy với lại Bảo. Tao đi Huế trước. Ừ. Luôn. Ai đó đi đó từ từ để coi tính rồi coi chỗ nào sao sao. Bo mùa này mùa football chứ lũ ha. Chuẩn bị tới Super Bowl rồi. Chù tính ra tới vậy con với chú lũ chơi Super Bowl gần cả năm rồi đó. Ghê thiệt. Quá ghê. Mùa này chơi nữa. Ừ, vậy với Super Bowl chơi. Ủa, mấy cái hộp này, hộp gì đỏ đỏ vậy? Này nè. Ừ. Trời, xăm quá trời đây nè. Xăm này cho bà nội hả? À, xà bông hả? Con không mở nữa, con nhìn thấy chữ tiếng Hàn. Nhìn thấy tiếng Hàn, con thấy xăm. À, xà bông. Trời ơi, đỏ bá đi thò vậy á. Sao không? Cô chú thấy không? Nhà bự nó bày đồ mình không thấy ấy. Có nhà này, nhà con mà nó bày ra về cái tới hết nhà. Chú lũ mốt con cô mua nhà ăn quan tân gia nhà con chớ. Quà chớ. Ủa cái gì vậy? Ủa sao lấy bắt ghế ngồi đó rồi thải đồ là sao? Hả? Chị Nguyễn Thị Vô Lý. Nguyễn Thị Vô Lý. Ui trà ơi, trục đàn ơi, trục đàn. Chú bữa nay chắc về sớm ha. Chú mình bữa nay là đóng cửa sớm nè, 6 giờ đóng cửa rồi, 5 giờ. Ồ, anh đi làm cái xe màu. Ồ, trà coi cái micro của ảnh kìa. Ồ, cái micro của ảnh nào, micro của ảnh tối nay chơi được nè. Ồ, ảnh dựng lên là đứng hát như ca sĩ luôn ha. Dữ à, micro này dữ á mọi người ơi. Ủa trời. Chỉ chơi xong cái chỉ mắc tiểu, chỉ tự động chỉ vô tiểu. Không nói không năng gì chỉ đóng cửa lại. Con có cần mẹ giúp không con? Ôi ơi cô Nhung ơi. Quên đem cái ấy qua cho nó rồi. Cái ấy là gì? Ờ bác ấy. Cái Mickey Mouse còn không? Ờ tại vì nó vô nhà vệ sinh cái con quên. Chay ơi chay để mày lấy cho con. Ở dưới luôn hả? À đi tới đâu có cái đó, qua Cali có Cali phải không? Trời đất ơi. It's okay chị đi, it's okay. Bây giờ nè, lần sau mà con muốn đi á, con nói với mẹ nha. Ờ, đây nè, đâu rồi? Bà ngoại năm nói cái đó có dưới này nè, để mày mở ra coi. Ờ, quên rồi, biết sao, em nó sợ á. Em nó đi nhà mới đó. Thôi giờ bà Nhung làm giùm con đây nè. Tội nghiệp em ghê luôn. Trời trời. Ờ, không, bà Nhung làm rớt tiền đó. Lấy cái thùng thuốc của tôi lật lên làm cái ghế ngồi. Tiền cô Nhung làm rớt đó chứ ai, trong cái túi cô Nhung đó. Tiền không bớt thì Nhung quá hả? Cháu không bà nào miếng coi. Không bà nào miếng đây. Không bà nào miếng đó. Quả cũng đã luôn. Mẹ ơi cô Nhung cái xương. Cô Nhung mai sợ. Nói tiếng Việt. My mommy. Rồi đóng lại. Rồi bây giờ con nói chuyện với mẹ đây. Con ngồi thẳng lưng lên. Mẹ ơi. Mẹ nghe. Mẹ put my hand. Nói tiếng Việt không hiểu. Mẹ phải là mẹ hai mì mẹ ơi. Là sao? Mẹ phải là mẹ hai mì. What? I don't understand. Mommy phải là mẹ hai mì. Nói không hiểu. Mẹ phải là mẹ hai mì. Put it behind you? Yeah. Là sao mẹ không hiểu? Phải là mẹ hai mì. Thì con nói tiếng Anh nhiều lúc thì không biết nói gì luôn. Cái Anh mẹ yếu lắm con biết không chay? Do you want to build a snowman? Okay, bye. Mới là năm thấy là năm.
Trời ơi, sao ở chỗ đó đánh football mà nó mưa tuyết kìa. Tuyết ghê thiệt. Wow, Colorado đó. Tuyết ghê chưa? Từ giờ thấy là thấy lạnh lẽo rồi đó, thôi mệt. Không muốn thấy tuyết đâu. Ghét bán đợt này cho ấy mẹ mà ông lũ mượn. Ông lũ mượn thôi. Ông lũ mượn tí đi. Ông mượn đi chợ. Trời ơi, nó cái vỏ của mẹ nó đó, coi được không? Cho ông lũ mượn đi chợ nha. Không. Trời ơi, mượn cái đi nha. Bỏ lên đây cho ai? Cái đó của ai á? Ôi trời đất ơi, giữ của dễ sợ luôn. Ai nó không để ý đâu. Hớ nó luôn á. Rất thuốc cái này được chê. Cho nó để thùng này nó dựng đứng lên gì vậy? Ngồi. Ngồi hả? Trời ơi. Rồi. Lấy cái ghế đi kìa, lấy cái ghế ngồi đi con. Lấy cái ghế đi kìa. Yeah. Dạ, lấy cái ghế. Hai nãy giờ hai bộ đồ đó. Hai bộ hả? Hai bộ. Đó, ngoạn này. À. Rồi, chơi đi con, ngồi chơi Kristoff đi. Đó. Không phải Kristoff. Ồ chứ gì? Kristoff này. Christopher. Christopher. Không phải Christopher hả? À cái con này, cái con này là con Olaf. Olivia. Không, Olaf. Olaf. Rồi cái này là con cái này là Elsa. À Elsa. Giống nhau cái Christmas. À cái giống nhau. Còn cái này là Anna. Anna mẹ ơi. Anna bao là? Ham Anna. Anna. À còn cái này là Christopher. Ham Christa. Oh Christa. Còn cái này là ai đây? Đây Fight. Fight. À cái ông này đánh lộn. Cô nói đi quýnh lộn. Quýnh lộn. Ông lũ đi ra ngoài đấy con. Vậy thương má đi thôi bật đàn. Ờ lúc nào bị đàn của mẹ đấy, thôi gọi cho ba nha. Ok, nói chuyện với ba nha. Vậy gọn thôi cho. Ủa trời ơi, sao không nói chuyện ba? Được, mong đi quay. Nói rồi ba ơi, con tới nơi rồi. Say daddy, I'm in Chicago already, ok? Wait, chờ ba chút. Đó, chừng nào ba alo với là nói nha. Cũng muốn đi Target. Cũng muốn đi Target hả? Dạ. Chúc mày chở đi. Ủa sao ba làm gì không bắt máy trời? Ba đang tập gym hay là ba đang... Hello. Hello mẹ ơi. Ba không bắt máy. Please leave your message for... Rồi. Rồi, ba không bắt máy luôn rồi. Đi Target. Chút nữa mẹ chở đi Target. Làm gì vậy? Just like that man. 7, 8, 9, 10. Mommy, that's your name, mommy. Mẹ, đâu phải, mẹ tên gì? Mẹ tên là Bố Ngạc. Bố Ngạc. Đúng. You name is Bonac, right here, my here. Trời, you name is Bonac. Trời ơi. Không, ba nhớ là bỏ dấu vô cái tên tôi nha chưa. Đừng có đọc tiếng Anh xong rồi bỏ cái dấu của tôi vậy. Không được nha chưa. Okay. You name is Bonac, đó chứ. Nói này nghe nè, Bổ Ngạc. Lớn lên. Bổ Ngạc. Đúng rồi. Con tên gì á? Jay Sky Holden. Không chơi Sky Holden nữa. Không chơi Sky Holden nữa hả? Chơi Sky Holden. Ai chơi Sky Holden? Tưởng Holden chứ. Còn ba tên gì? Ba tên Julia. Bậy à. Ba tên gì? Ai tên Julia? Úc. Đúng rồi. Úc còn ở đâu? Úc còn ở đâu? Thôi sao không biết luôn? Ở ca gì? Đúng rồi, California. Ai nữa? Ai ở California nữa? Bam. Ai? Năm. Bà gì? Năm. Bà Năm nào? Bà Năm đang ở đâu? Bà Năm ở đâu? Bà Năm ở sơ gì? Chicago. Đúng rồi, còn mẹ với Chay ở đâu? Mẹ Chay ở bà ngoại. Còn đúng rồi, mình đang ở nhà bà ngoại, nhưng mà nhà của mình ở đâu? Michigan. Rồi, rồi. Bà Bảo ở đâu?
Đâu bậy, bà bảo ở đâu? Bà bảo có việc gì? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Ở việc gì? Không biết luôn. Việc gì? Bình Nam. Đúng rồi, còn bà ngoại ở đâu? Giống nhau cái vết miêu. Đúng rồi, đầm giống nhau nè. Dạ, giống nhau miêu. Ông ngoại trông ở đâu? Dạ, giống nhau chứ mẹ ơi. Biết rồi, giống nhau. Mẹ giống nhau chứ. Giống nhau, đúng rồi. Khỏe. Nhưng mà ông ngoại công ở đâu? Ông ngoại công ở đâu? Nói trong lũ nghe, ông ngoại công ở đâu? Ngoại công ở đâu con? Hả? Ông ngoại công ở đâu? Ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Trời, bà bảo nhắc rồi, bà bảo giờ này vậy là để đi 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 miền Trung nè. Đúng rồi đó. Nghe nè bạn đời ơi. Hello, hello. Hello, nghe chưa? Hello. Hello, Jay. Tôi nghe Ocean, Ocean Jane, Anna, and Christopher. Kể nó đang chơi gì? Giống nhau. Ủa mày đang đâu học? Đang ở Chicago chứ đâu? Hello. Chị đó trời. Hello. Hello.